trong tương lai các ngành nghề hot nhất thường sẽ liên quan đến sự phát triển của công nghệ xu hướng xã hội và nhu cầu thị trường lao động dưới đây là một số ngành nghề được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ và có nhu cầu cao trong tương lai một công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo ai kỹ sư phần mềm chuyên gia dữ liệu chuyên gia an ninh mạng Chuyên gia AI và học máy. 2. Y tế và chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa và phẫu thuật. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tâm thần. Kỹ thuật viên y tế và phân tích dữ liệu y tế. Chuyên gia điều dưỡng. 3. Năng lượng tái tạo và môi trường. Kỹ sư năng lượng tái tạo. Chuyên gia quản lý môi trường. Kỹ sư hệ thống năng lượng mặt trời và gió. 4. Công nghệ tài chính. Chuyên gia blockchain. Chuyên gia về tiền điện tử. Chuyên viên phân tích tài chính số. 5. Giáo dục và đào tạo. Chuyên gia giáo dục trực tuyến. Nhà phát triển nội dung. Giáo viên và chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm. 6. Logistics và chuỗi cung ứng. Chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng. Kỹ sư logistics và vận tải thông minh. Chuyên viên phân tích dữ liệu logistics. 7. Marketing số và truyền thông. Chuyên gia SEO. Chuyên gia tiếp thị qua mạng xã hội. Nhà phân tích dữ liệu marketing. 8. Công nghệ sinh học và khoa học đời sống. Nhà nghiên cứu sinh học. Kỹ sư công nghệ sinh học. Chuyên gia về dược phẩm và nghiên cứu lâm sàng. 9. Thiết kế và phát triển sản phẩm. Kỹ sư thiết kế và phát triển sản phẩm. Chuyên gia trải nghiệm người dùng. Nhà phát triển sản phẩm bền vững. 10. Nghệ thuật và sáng tạo số. Nhà phát triển game, chuyên gia đồ họa và hoạt hình số, nhà sản xuất nội dung kỹ thuật số, 11, thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao, kỹ sư nông nghiệp công nghệ cao, chuyên gia an toàn thực phẩm, nhà nghiên cứu công nghệ thực phẩm, 12, thương mại điện tử, chuyên gia quản lý trang web thương mại điện tử. Nhà phân tích dữ liệu người tiêu dùng, chuyên gia tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. 13. Ngành công nghiệp giải trí và truyền thông. Nhà sản xuất nội dung số podcast, video, chuyên gia truyền thông xã hội, nhà sản xuất và biên kịch phim truyền hình, điện ảnh. 14. Kinh doanh và khởi nghiệp. Chuyên gia tư vấn chiến lược kinh doanh. Nhà đầu tư mạo hiểm, chuyên gia phát triển doanh nghiệp. 15. Công nghệ tự động hóa và robot. Kỹ sư robot, chuyên gia tự động hóa quy trình công nghiệp. Nhà phát triển hệ thống điều khiển tự động. 16. Ngành hàng không và vũ trụ. Kỹ sư hàng không và vũ trụ, chuyên gia quản lý và điều khiển bay. Nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ vũ trụ. 17. Chuyên gia quản lý dự án. Chuyên gia quản lý dự án công nghệ thông tin. Chuyên gia quản lý dự án xây dựng. Chuyên gia quản lý dự án trong ngành công nghiệp sáng tạo. 18. Công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường. Nhà phát triển ứng dụng VR. A à, chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng VR. A. À, nhà sản xuất nội dung VR. A. À, 19. Bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Chuyên gia tư vấn bảo hiểm. Nhà phân tích rủi ro tài chính. Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân. 20. Ngành xây dựng và cơ sở hạ tầng. Kỹ sư xây dựng bền vững chuyên gia quản lý dự án xây dựng, kỹ sư cơ sở hạ tầng thông minh, 21, chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi, chuyên gia chăm sóc người cao tuổi, chuyên gia tư vấn cuộc sống lành mạnh cho người cao tuổi, quản lý nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người cao tuổi, 22, khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh chuyên gia phân tích dữ liệu kinh doanh, nhà khoa học dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, chuyên gia phân tích dữ liệu marketing. 23. Ngành bảo mật và an ninh mạng. Chuyên gia bảo mật hệ thống thông tin, nhà phân tích bảo mật mạng, quản lý rủi ro và tuân thủ bảo mật. 24. Công nghệ không gian và viễn thông Kỹ sư viễn thông, nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh, chuyên gia mạng 5G và công nghệ không dây. 25, tâm lý học, chuyên gia tâm lý học lâm sàng, nhà tư vấn tâm lý học đường, chuyên gia tâm lý doanh nghiệp. 26, công nghệ blockchain, nhà phát triển blockchain. Chuyên gia tư vấn ứng dụng blockchain. Chuyên gia bảo mật blockchain. 27. Kinh tế học và phân tích dữ liệu kinh tế. Nhà kinh tế học dữ liệu. Chuyên gia phân tích thị trường. Nhà tư vấn chính sách kinh tế. 28. Ngành công nghiệp sáng tạo và thiết kế. Nhà thiết kế đồ họa và truyền thông. Nhà thiết kế nội thất và kiến trúc sư. Chuyên gia thiết kế sản phẩm công nghiệp. 29. Công nghệ và quản lý tài nguyên nước. Kỹ sư tài nguyên nước. Chuyên gia quản lý nguồn nước và môi trường. Nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước. 30. Ngành nghề thể thao và sức khỏe. Chuyên gia đào tạo thể chất và huấn luyện viên cá nhân. Chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe. Quản lý và tổ chức sự kiện thể thao. 31. Ngành công nghệ in 3D và sản xuất thông minh. Kỹ sư công nghệ in 3D. Chuyên gia sản xuất theo yêu cầu. Nhà thiết kế và phát triển sản phẩm bằng công nghệ in 3D. 32. Du lịch và khách sạn. Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng chuyên gia tổ chức sự kiện và du lịch, chuyên gia tiếp thị và quản lý trải nghiệm khách hàng. 33. Công nghệ giáo dục ethics, nhà phát triển phần mềm giáo dục, chuyên gia thiết kế chương trình học trực tuyến, chuyên gia phân tích dữ liệu giáo dục. 34. Ngành công nghệ thời trang, nhà thiết kế thời trang công nghệ cao. Chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng thời trang. Chuyên gia phát triển sản phẩm thời trang bền vững. 35. Tự động hóa và hệ thống điều khiển thông minh. Kỹ sư tự động hóa công nghiệp. Chuyên gia phát triển hệ thống điều khiển thông minh. Nhà nghiên cứu và phát triển công nghệ Internet of Things. 36. Khoa học vật liệu và công nghệ nano. Nhà nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến. Kỹ sư công nghệ nano. Chuyên gia ứng dụng công nghệ nano trong y học và công nghiệp. 37. Công nghệ không người lái Drone Technology. Kỹ sư phát triển và lập trình drone. Chuyên gia ứng dụng drone trong nông nghiệp, vận tải và giám sát. Nhà phân tích dữ liệu thu thập từ drone các ngành nghề này không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao mà còn yêu cầu khả năng thích ứng với công nghệ mới và xu hướng thị trường sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm sẽ giúp người lao động trong các ngành này dễ dàng thành công và phát triển sự nghiệp trong tương lai